này sao này? Trời ơi, cái áo này sao hả? Cái áo này quá đẹp luôn. Bữa nay chúc mừng chị nha, đã hoàn thành xuất sắc luôn á. Xuất sắc một bài học chim phụng hoàng. Phụng hoàng này nó còn khó hơn chim công nữa. Còn cái lớp màu nó kìa, lớp lan nè, diễn tả nè, từng cái cọng lông mà vuốt ra làm sao nè. Thấy chưa? Cái vấn đề đó là nó còn khó hơn cái chim công nữa đó. Thì chị đã làm rất là tốt. Chúc mừng chị. Vui lắm á. Nha, hãnh diện lắm á nha. Thì áo này em sẽ trưng bày đây cho các anh chị em lớp sau á, họ sẽ ngắm và họ sẽ có một cái hình mẫu để họ có thể học hỏi nha. Chị thấy vui không? Thấy chị thấy. Trời chị ơi vui. Bữa chị vẽ cái áo chim hạt mẫu đơn cũng quá đẹp rồi, bây giờ tới áo chim phụng hoàng rồi nữa. Trời ơi quá dữ dội luôn á. Để kiếm cái hình con rồng. Rồi cái bài học kế tiếp là bài học con rồng, thấy không? Thì có phụng hoàng phải có rồng, rồi rồng phụng chứ, thấy không? Thì có nằm trong danh mục học mà, em dưỡng dạy đàng hoàng nha. Rồi chúc mừng chị nha. Hãnh diện, hãnh diện.